Bão trà mi oanh tạc khủng khiếp Nhiều người tử vong không thể nhận dạng Thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ động ứng phó bão số 6 Công binh tiến hành xử lý của bom hơn 1,3 tấn gần cầu Long Biên Xét xử sai phạm của cán bộ công an trong vụ cháy quán karaoke An Phú Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Cơn bão Chami gợi ám ảnh về bão Iagi. Cơn bão quét qua Philippines vào đầu tháng 9 khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, 15 người bị thương, 21 người khác mất tích, 1,7 triệu người bị ảnh hưởng, thiệt hại về cơ sở hạ tầng khoảng 4 triệu đô la Mỹ. Bão Iagi hay bão số 3 cũng đã tàn phá nặng nề nhiều tỉnh thành của Việt Nam, cơn bão mạnh nhất trên biển Đông trong 30 năm qua, khiến 329 người thiệt mạng, mất tích, tổng thiệt hại kinh tế ước tính lên tới khoảng 40.000 tỷ đồng. Trong khi đó, bão Chami đổ bộ đã nhấn chìm nhiều làng mạc phố xá ở Philippines trong biển nước và khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, nhiều người thậm chí không thể nhận dạng. Lực lượng cứu hộ Philippines hôm 25 tháng 10 đã chiến đấu với lũ lụt để tiếp cận và giải cứu những người vẫn đang mắc kẹt trong khu vực ảnh hưởng bão Chami, tên quốc tế là Chami. Số người thiệt mạng do bão Chami vẫn tiếp tục tăng sau khi cơn bão chuyển hướng ra khỏi Philippines vào sáng sớm ngày 25 tháng 10. Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin nhiều khu vực khác vẫn đang bị cô lập và lực lượng cứu hộ chưa tiếp cận được. Kể cả khi bão Chami đã di chuyển ra biển, hàng chục nghìn người vẫn phải tiếp tục di rời do tác động của lũ lụt sau đợt mưa lớn kéo dài. Giới chức Philippines cho biết... Hơn 2 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão, bao gồm 75.400 cư dân phải sơ tán khỏi nơi cư trú. Để chủ động ứng phó bão số 6, tên quốc tế là bão Trà My, ngày 24 tháng 10 năm 2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký công điện số 110 của Thủ tướng Chính phủ. Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên các bộ gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao. Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ có thể xảy ra trên đất liền, các khu vực trung bộ do ảnh hưởng của bão. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động tổ chức theo dõi sát, cập nhật thông tin dự báo và tình hình bão, mưa lũ để kịp thời chỉ đạo triển khai công tác ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ theo chức năng nhiệm vụ được giao không để bị động bất ngờ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo giả soát cập nhật lại phương án ứng phó thiên tai bão lũ trên địa bàn căn cứ tình hình thực tế và khả năng ảnh hưởng của bão mưa lũ tại địa phương chủ động thông tin kịp thời chỉ đạo hướng dẫn người dân ứng phó với bão lũ các địa phương ra soát triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đối với các hoạt động du lịch nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản trên biển cửa sông ven biển kiên quyết sơ tán người dân trên lồng bè tròi canh nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp căn cứ tình hình cụ thể chủ động quyết định việc cấm biển đối với tàu cá tàu vận tải tàu du lịch triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hạn chế thiệt hại về nhà ở kho tàng trụ sở công trình công cộng khu công nghiệp nhà máy, đê điều, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chống ngập úng khu đô thị và khu công nghiệp, kiểm soát việc đi lại, tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, mưa lũ lớn để đảm bảo an toàn. Tin báo áp thấp mới nhất của Cơ quan Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, Pagasa, chiều 24 tháng 10 cho biết, áp thấp mới 10D hình thành bên ngoài khu vực dự báo của Philippines PR và có khả năng cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới. Đến 4 giờ ngày 25 tháng 10, áp thấp nhiệt đới 10D vẫn nằm ngoài PR, ở vào khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc, 148,1 độ Kinh Đông, cách Đông Bắc Mindanao 2.330 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất 55 km một giờ. Cảnh báo bão sẽ được ban hành khi áp thấp nhiệt đới 10D Đi vào 145 độ Kinh Đông Trước đó Mô hình dự báo bão áp thấp của Pagasa nhận định Từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 10 Có khả năng có một áp thấp đi vào ranh giới phía Đông Bắc Của PR Sau đó vòng về hướng Nhật Bản Trợ lý giám đốc dịch vụ thời tiết Pagasa Chris Perez Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn Trên Bali Tanghali rằng Dự báo áp thấp tiềm năng Được đặt tên là Leon này Sẽ gây mưa ở cả Bắc Luzon Và khu vực Trung Luzon Ngoài ra Cơ quan dự báo thời tiết Philippines cũng đang theo dõi áp thấp 10E nằm trong khu vực giám sát của Pagasa ở 14,0 độ Vĩ Bắc, 146,4 độ Kinh Đông, cách Đông Visayas 2.265 km về phía Đông. Khả năng áp thấp 10E phát triển thành áp thấp nhiệt đới trong vòng 24 giờ tới vẫn ở mức thấp. Áp thấp mới xuất hiện trong bối cảnh bão Trà vừa đổ bộ Luzon, Philippines, gây mưa lớn và ngập lụt nghiêm trọng cho nhiều khu vực của nước này. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 25 tháng 10, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc, 119,0 độ Kinh Đông. Trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, 75 đến 102 km một giờ, giật cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km một giờ, cường độ có khả năng mạnh thêm. Trong 48 giờ tiếp theo, bão Trà Mì di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km một giờ và cường độ tiếp tục mạnh thêm. Đến 4 giờ sáng mai ngày 26 tháng 10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 490 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 6, mạnh cấp 10, cấp 11, 89 đến 117 km một giờ, giật cấp 13, 134 đến 149 km một giờ đến 4 giờ sáng ngày 27 tháng 10, tâm bão Trà Mì ở trên khu vực phía bắc quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 11, cấp 12, 103 đến 133 km một giờ, giật cấp 14, 150 đến 166 km một giờ. Đến 4 giờ sáng ngày 28 tháng 10, tâm bão ở trên vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230 km về phía tây, cường độ bão lúc này mạnh cấp 10, 89 đến 102 km h giật cấp 12, 118 đến 133 km h Trước đó, ông Nguyễn Văn Hường, trưởng phòng dự báo thời tiết, cho biết bão Trà Mi là một cơn bão rất phức tạp, đã có 4 lần đổi hướng trước khi tiến vào Biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 24 tháng 10, cơn bão Trà có vị trí tâm ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 122,4 độ Kinh Đông, trên đất liền phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 từ 75 đến 102 km/h, giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ từ 15 đến 20 km/h. Nhận định về cơn bão này, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia thời tiết, dự báo bão sẽ đi vào khu vực biển Đông của Việt Nam trong ngày 24 tháng 10 và sẽ mạnh lên với vận tốc gió gần tâm bão khoảng 100 km/h khi tiến vào khu vực quần đảo Hoàng Sa ngày 25 hoặc 26 tháng 10. Trong ngày 24 tháng 10, bão thoát khỏi khu vực đồi núi cao Luzon, Philippines và sẽ mạnh lên, nhưng đến ngày 26 tháng 10 sẽ gặp không khí lạnh và khí áp cao từ phía bắc tràn xuống, nên sẽ có hai kịch bản xảy ra. Kịch bản thứ nhất là khi bão vào gần bờ vào ngày 27 tháng 10 sẽ giảm cấp gió xuống còn khoảng cấp 8, cấp 9, sau đó suy yếu thành vùng áp thấp gây mưa lớn ở Bắc Trung Bộ trong giai đoạn từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 10. Kịch bản thứ hai là khi bão vào gần bờ ngày 27 tháng 10 sẽ tương tác với không khí lạnh và bị khối khí áp cao áp đảo nên quay ra và yếu đi. Tuy nhiên sau khi quay ra và khối khí áp cao biến mất thì bão có thể tiếp tục đi vào bờ trong các ngày đầu của tháng 11. Ông Huy cho rằng đây là một cơn bão xuất hiện khi có nhiều hình thái thời tiết diễn ra cùng lúc nên đường đi của bão sẽ rất phức tạp. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp trực tuyến về công tác triển khai ứng phó với bão Trà Mì. Để ứng phó với cơn bão này, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam lập hai phương án sơ tán dân khi báo đổ bộ trực tiếp vào địa phương. Theo đó, ở phương án bão mạnh, tỉnh này sẽ di rời 212.000 người và 396.000 người đối với số báo, đến ở sen ghép các nhà kiên cố hoặc sơ tán tập trung đến các cơ quan công sở, trường học. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho rằng, trong vòng 3 năm nay, tỉnh Quảng Nam không có bão lớn đổ bộ, nên chắc chắn người dân có sự chủ quan qua đó cần tích cực để người dân hiểu được việc phòng chống bão để giảm thiệt hại khi bão đổ bộ. Kết luận cuộc họp, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, yêu cầu các địa phương đơn vị phải có lãnh đạo thường trực 24/24 trên /24 để chỉ đạo phòng chống bão, tăng cường kiểm tra lực lượng trang bị bốn tại chỗ, đảm bảo thông tin liên lạc trong suốt từ tỉnh đến huyện, từ huyện đến xã để kịp thời nắm bắt thông tin từ cấp địa phương. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xem xét tình hình để tổ chức cấm biển để đảm bảo an toàn. Chiều 24 tháng 10, Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn, binh chủng công binh đã tổ chức cưa tháo ngoài nổ thuốc nổ quả bom M118 3.000 bao tương đương 1.362 kg, dài 210 cm, đường kính 56 cm, được phát hiện tại gần trụ số 9 cầu Long Biên, thành phố Hà Nội. Đây là quả bom được người dân phát hiện vào chiều 21 tháng 10, sau đó được báo lên các cấp quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội để xử lý. Tiếp nhận thông tin về nơi phát hiện quả bom, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã báo cáo Bộ Quốc phòng và phối hợp với trung tâm công nghệ xử lý bom mìn, binh chủng công binh trục vớt. Như vậy, chỉ trong vòng 10 ngày qua, người dân sống gần khu vực cầu Long Biên đã phát hiện hai quả bom cùng chủng loại M118 3000 pound nằm dưới sông Hồng. Điều này làm dấy lên khả năng còn nhiều vật thể nổ chưa được phát hiện tại khu vực cầu Long Biên. Theo các chuyên gia quân sự đây là loại bom lớn nhất, có sức công phá lớn nhất mà đế quốc Mỹ đã sử dụng để đánh phá Hà Nội thời kỳ chiến tranh. Trong đó, cầu Long Biên là mục tiêu tấn công nhằm phá hủy huyết mạch giao thông từ Hà Nội đi các tỉnh lân cận. Ngày 24 tháng 10, Nguyễn Trần Thu Trang, 39 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, bị công an tỉnh Lâm Đồng bắt khẩn cấp để điều tra hành vi giết người. Trang bị điều tra với cáo buộc đã đầu độc ông MHV chú thành phố Hồ Chí Minh rồi lái ô tô xuống vực sâu trên đèo Bảo Lộc để phi tang. Theo thông tin, Trang với ông V có tình cảm với nhau. Gần đây, hai người xảy ra mâu thuẫn, Trang đã lên mạng xã hội đặt mua cyanua để sát hại ông này. Chiều ngày 20 tháng 10, cả hai lái xe từ tỉnh Đồng Tháp về thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình di chuyển, Trang dùng cyanua đầu độc ông V, sau đó cô ta đưa người tình về nhà trọ tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 21 tháng 10, nghi phạm tiếp tục chở nạn nhân đi hàng trăm km tới tỉnh Lâm Đồng để tìm cách phi tăng. Đến trưa cùng ngày, Trang chở ông về đến quốc lộ 20, đoạn thuộc đèo Bảo Lộc, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, sau đó lao xe xuống vực đèo. Vụ việc làm phần vỏ xe biến dạng, kinh chắn gió bị vỡ, bung các túi khí trong xe. Trang bị thương nhẹ, được lực lượng chức năng đưa ra khỏi xe. Thi thể ông về được công an đưa về bệnh viện tại thành phố Bảo Lộc. Từ lời khai và các chứng cứ thu thập được, lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng đã quyết định bắt giữ Trần Nguyễn Thu Trang. Tối 24 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng phối hợp viện kiểm sát nhân dân cung cấp có mặt tại nhà riêng của ông Nguyễn Trung Thành, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm để thực hiện việc khám xét, đồng thời thực hiện các phần việc tố tụng liên quan. Ông Nguyễn Trung Thành, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm nhiệm kỳ 2021-2026 đã nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1 tháng 9 năm 2024, bị khởi tố để điều tra hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Ông Nguyễn Trung Thành được cho là có liên quan đến các sai phạm về công tác quản lý đất đai trên đất công ty cổ phần chè Minh Rồng thuê tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm. Sau khi hoàn tất công tác khám xét và thực hiện các thủ tục liên quan, ông Nguyễn Trung Thành được đưa về trụ sở cơ quan điều tra. Liên quan vi phạm về đất đai tại công ty cổ phần chè Minh Rồng, Trước đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Bá Đông, nguyên trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Lâm, bà Nguyễn Thị Hiền, cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Lâm để điều tra. Công ty cổ phần Trẻ Minh Rồng là doanh nghiệp tư nhân trụ sở tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, được thuê đất tại thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm với hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Năm 2018, tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định về việc thu hồi 60 ha đất do công ty cổ phần Trẻ Minh Rồng thuê để giao về cho địa phương quản lý. Khi đó, ông Đông và bà Hiền là hai người trực tiếp thực thi công vụ về quản lý đất đai ở địa phương. Tuy nhiên, hai người này đã làm sai trong việc tham mưu ban hành các quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xâm phạm đến quỹ đất của nhà nước, gây ảnh hưởng công tác quản lý đất đai của địa phương. Ngày 24 tháng 10, Tòa Nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 6 bị cáo trong vụ cháy quán karaoke An Phú tại thành phố Thuận An vào ngày 6 tháng 9 năm 2022, khiến 32 người tử vong, 15 nữ, 17 nam và 3 người bị thương nặng. Trong số 6 bị cáo, 5 bị cáo bị xét xử về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, gồm Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú Bình Dương, Vũ Trường Sơn và Phạm Quốc Hùng, cựu cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Dương, Phạm Thị Hồng, cựu phó đội trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Dương và Nguyễn Thành Luân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Bình Anh riêng bị cáo Nguyễn Văn Võ, cựu cán bộ công an bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Phiên tòa dự kiến kéo dài 2 ngày do bà Nguyễn Thị Sang làm chủ tọa. Hợp thành hội đồng xét xử còn có thẩm phán Nguyễn Huỳnh Đức và ba hội thẩm nhân dân. Theo cáo trạng, lúc 20 giờ 42 phút ngày mùng 6 tháng 9 năm 2022, tại quán karaoke An Phú có năm trên 29 phòng hát đang hoạt động và khoảng 60 người ở bên trong, 30 khách tiếp viên và 30 nhân viên lúc này một tiếp viên của quán phát hiện khói bốc lên từ tầng hai nên báo ngay cho nhân viên khoảng một phút sau ngọn lửa bùng lên dữ dội một số khách và nhân viên chạy lên sân thượng số còn lại chờ cứu nạn ngay sau khi vụ việc xảy ra cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra và khởi tố vụ án vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy